Đây, hôm nay là thứ bảy cuối tuần, bốn anh em lên ở Buôn Thứ đi quay suối chơi cù, chơi từ sáng giờ, đi bốn ngư. Hôm nay cả mình anh Tiến bắt năm con, và ở ngôi mình là một con bồ cát á, tính bốn con nha anh em. Con bìm biệp á là tính hai con, mà anh bắt một con bồ cát thụ lưu này. Hỏi cho cái bạch đây, coi dần móng anh em thấy cái dần móng không, dày mà con cu mồi nào nó chập cho con. Và sau đó là anh bắt được một con bói nữa. À, là bên đây riêng anh là năm con, còn ba anh em là chưa, đợi chiều bác sáng sớm công một chai ăn uống nước ăn quá là biết. Bên đây anh Tiến bác bội nhiêu là hai anh em ghé là tiệm mua một chai rượu đó, nên chúc mừng ảnh. Bên đây là anh không uống, bác anh cho Tiến một chai rượu luôn á. Giờ là anh đang ướp thịt. Đó, bốn anh em mà thôi ăn thấy cái con thịt thấy quải không anh em. Đây mà nướng nó nữa là thơm cực kỳ. Đây, con mặt sáng giá đây. Nhìn thì đen đen mà coi ra chân bóc nha anh em. Đỏ lắm. Sáng lợm hai bội, về năm bội luôn. Và đây là đồ ăn bốn anh em là thôi cho ngồi ở cái trại đây thì khung cảnh phan mình quay cho anh em xem. Đây là hai con cá dưa. Một son tập túi về một bữa lấy cái rửa rau chua lấy cái rửa lại. Nói chung là chạy này thì nay cũng để dập năm rồi mà quay lại nè anh em à. Đây. Anh em chọn một cái chạy là ở dư bậc nó là được cả cái giếng nè anh em, giếng nước. Rồi cá đồng lúa đó, anh em thấy không, cu thì vừa đi nó ăn giờ đi đâu nữa anh em, rất là đẹp. Là dưới một gốc cây rất là to. Và anh em trưa nay sẽ ở đây chơi cho hết cái chai rượu luôn đó. Anh em thấy cái chạy không? Đây, bốn anh em, bốn chiếc xe. Rừng núi trên này thì nó mới chặt mía nha anh em. Họ mới chặt mía nên là giờ nó ló những cái cây trồng trống để rè móc cu rất là đẹp. Mà khu vực đây mùa đây sao cũng hơi bồ cát nha anh em, nên anh em sáng giờ chơi cũng rất là cẩn thận. Một cây chạy rất là mát. Giờ anh em sẽ nấu ăn. Anh em thấy không? Bé đẹp. Thịt nạc luôn á. Màu thịt. Đeo mang đeo bảo vô luôn. Bảo vô canh chua luôn. Chơi luôn. Mang mà. Đây, thằng em mới gia nhập vô anh em. Em của anh Tiến giới thiệu đợt tư ruột anh Tiến nên là hậu cần rồi là giao hết luôn, rất là sáng sái nha anh em. Khai này có ở tư ruột không à. Coi ra anh Tiến này đợt tư nhiều quá, giờ anh đi ra kìa anh lấy ghim rồi đó, một bụng măng này nữa anh em, măng này là bỏ vô canh chua nữa là còn gì bằng.